Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp vinh hĩnh, trúng số bất ngờ, đổi đời ngoạn mục, giàu có hơn người. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, hé lộ sự thật tuyệt vời về tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, tháng 7 cô hồn, bí mật làm điều này. Vận may liên tục kéo đến, trúng số liên tiếp, tiền bạc ào về như thác lũ, trả sạch nợ nần, khổ mấy cũng đổi đời đại gia. Quý vị thân mến, cuộc đời của mỗi người ai cũng mong muốn được sống thanh thản, hạnh phúc mỗi ngày, nhưng thực tế không được như vậy. Bạn luôn phải cuốn theo những xô đẩy của cuộc sống, chúng ta đến với cuộc đời này đều không được lựa chọn vận mệnh, thuận theo nhân quả mà đến với kiếp người. Nhưng chắc chắn rằng, ai cũng mong muốn mình có một nhân sinh rực rỡ, vận mệnh giàu sang, vì vậy mà chúng ta sẵn sàng làm việc ngày đêm, hao tâm tổn sức, ngày lo đêm nghỉ làm sao để giàu có sự nghiệp hiển hách hơn người. Tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị, phẩm chất của con người mình. Họ có tinh thần trượng nghĩa và luôn làm những việc có ích cho xã hội. Được xem là bậc đại trượng phu, hào sảng với mọi người. Tuy nhiên trong tháng 7 âm này, nếu như bản mệnh không tỉnh táo, dễ bị tiểu nhân hãm hại, tán gia bại sản, làm ăn thua lỗ, người người đến đòi nợ, khốn khổ vô cùng. Vậy vận số của người tuổi này sẽ ra sao? Trong tháng 7 âm lịch này mệnh chủ cần làm gì để đón tài lộc vào nhà? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Đầu tiên, xét về cung mệnh và tính cách cuộc đời tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, những người Canh Tuất mệnh thoa xuyến kim, xuyến bằng vàng, người này từ khi sinh ra đã mang tính thẳng thắn, thật lòng, căm ghét sự giả tạo. Đôi khi họ đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, mỗi khi bất đồng quan điểm, họ sẵn sàng chống trả quyết liệt để bảo vệ ý kiến cá nhân, nhưng chuyện qua rồi thôi, không thèm để bụng. Trên đường đi, nếu thấy người khác gặp khó khăn, tuổi Canh Tuất nhất định sẽ ra tay cứu giúp, họ có tinh thần trượng nghĩa và luôn làm những việc có ích cho xã hội. Thế nhưng đôi khi họ lại bị hiểu lầm là những con người nhiều chuyện, bảo thủ, nếu thấy việc làm của người khác là sai trái, họ sẽ không vội vàng trách móc, to tiếng. Họ đặt mình vào vị trí của những người khác và suy nghĩ, đánh giá, đó thực sự là cách giải quyết rất thông minh, thấu tình đạt lý. Họ sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện buồn, lời tâm sự, đồng cảm với khó khăn của người khác. Bởi vậy, tuổi Tuất luôn được mọi người xung quanh yêu quý, tin tưởng. Tuổi Tuất là người đúng với câu, cá lội nghịch dòng là cá sống, người vượt nghịch cảnh là người thành công. Những người này từ khi sinh ra đã mang tính thẳng thắn, thật lòng, căm ghét sự giả tạo. Đôi khi họ đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Mỗi khi bất đồng quan điểm, họ sẵn sàng chống trả quyết liệt để bảo vệ ý kiến cá nhân, nhưng chuyện qua rồi thôi, không thèm để bụng. Tuổi Canh Tuất không phải là người có lối sống ham mê tiền tài, địa vị và quyền lực, trong vẻ ngoài của họ có đôi chút lạnh lùng, ít nói. Nhưng thực ra họ là người sống giàu tình cảm, chất liệu cuộc sống của họ được tạo nên từ tình yêu thương, sự quan tâm của những người thân xung quanh. Bản mệnh là những người thích giao tiếp, kết bạn, bởi vậy, họ có mối quan hệ xã hội rộng rãi, người này ít khi có khái niệm kẻ thù vì họ theo chủ nghĩa hòa bình. Nhưng một khi có ai đó cố tình làm tổn hại danh dự của họ và những người thân trong gia đình, tuổi Tuất sẵn sàng đáp trả một cách dữ dội. Những người sinh năm 1970 là người thông minh, chăm chỉ, thẳng thắn, đề cao lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Tuy không quá coi trọng tiền bạc, vật chất, nhưng họ lại có khả năng kiếm tiền và cân bằng được cuộc sống. Là người khôn ngoan, năng động, làm việc chăm chỉ, siêng năng, có ý thức trách nhiệm cao, đa phần có tuổi thơ không được may mắn, đã phải vào đời sớm, thân tự lập thân, là người có ý chí, chịu khó chịu khổ,
cố gắng phấn đấu để vươn lên, không sớm thì muộn cũng đạt được ước vọng. Tiền vận tuy có khó khăn, nhưng từ trung vận đã có sự nghiệp, gia đạo vững vàng, ngày càng phát triển, hậu vận danh lộc tăng cao. Cuộc sống có nhiều may mắn, có người trở thành chủ nhân có tiền có tiếng, tuổi già con cháu đong đầy, gia đình hưng thịnh. Canh Tuất tràn đầy năng lượng, tích cực và vui vẻ, bản thân họ rất cẩn thận và biết sắp xếp, tính toán, họ có lòng tự tôn cực kỳ cao, đã làm gì là sẽ làm đến nơi đến chốn. Dù là gặp việc khó khăn, trở ngại, họ cũng không bao giờ nghĩ đến việc ỷ lại vào người khác, mà luôn cố gắng nỗ lực hết mình, dồn hết sức lực, không làm được thì không bỏ cuộc. Bản tính của người này là thích giúp đỡ người khác, nhưng không hiểu vì không có duyên giúp người hay chưa biết cách giúp người cho khéo, mà kết quả thường thấy là họ tự mang rắc rối về mình. Người tuổi Canh Tuất thích tiết kiệm, cứ có tiền là không ngừng tiết kiệm, ăn không dám ăn, tiêu chẳng dám tiêu, chỉ cần nhìn số tiền trong sổ tiết kiệm ngày càng nhiều lên là họ đã thấy thỏa mãn rồi. Tuổi Canh Tuất có số giàu sang quan trường, vì người này tuổi trẻ bôn ba đây đó, gần già mới yên vị một nơi. Người này sinh giờ tốt là người mưu lược, suy nghĩ khoáng đạt, họ có thể làm thầy hưởng lộc không ngừng, nhưng cũng có thể làm quan trốn công đường. Nhìn chung các mặt thì con người này tính tình ngay thẳng, công minh, họ có tấm lòng cởi mở, ưa điều nhân nghĩa. Nếu làm quan họ sẽ là ông quan chính trực, công minh, họ được hưởng vinh hoa, tài lộc thì san sẻ cho cả cha mẹ, anh em. Tuổi này nếu không phải làm công môn thì họ cũng là người có nghề nghiệp, họ thích nghề canh nông hay nghệ thuật, họ thích hoạt động xã hội, con người hay nghĩ suy lo tính, tâm trạng ít khi được thư thái, nhàn nhã. Về vấn đề tình cảm, gia đạo, chuyện tình duyên của người tuổi Canh Tuất phải trải qua lúc trầm, lúc bỗng, tuy nhiên khi họ vượt qua được khó khăn, trở ngại, thì mọi chuyện thuận chiều theo ý họ đến cuối đời, họ thích hoạt động xã hội, con người hay nghĩ suy, lo tính, tâm trạng ít khi được thư thái, nhàn nhã. Người Canh Tuất bị điếu khách chiếu mệnh, nếu phúc ấm không dày thì họ có thể bị gặp tai họa một lần trong đời, nhẹ thì đỡ, nếu nặng thì đến phải mang tật. Họ thọ ngoài 70 tuổi, tuổi Canh Tuất được Quan Âm ban phúc theo thuyết Phật giáo. Xét tổng quan tháng 7 âm lịch tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Tháng 7 âm lịch này là tháng Nhâm Thân, thiên can Nhâm Thủy, địa chi Thân Kim, tuổi Canh Tuất thiên can Canh Kim, địa chi Tuất Thổ, theo ý nghĩa ngũ hành chỉ ra rằng, bản mệnh là người chăm chỉ, nhiệt tình, nhưng có thể là chưa may mắn để có được cuộc sống như mơ ước, vì thế, thời gian này vẫn nên ưu tiên các giải pháp an toàn bạn nhé. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch, quan đế nhập mệnh giúp tuổi Canh Tuất luôn giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ, thời gian này năng lượng, nhiệt huyết của bản mệnh với công việc luôn tràn đầy. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần nhớ một sự thật rằng, không phải khi nào bạn chăm chỉ, tập trung thì cũng được công nhận. Nhưng đừng vì đợi ai đó đánh giá cao mới cố gắng, hãy cứ tiếp tục theo đuổi đam mê của mình, thành công đến muộn nhưng nó hoàn toàn xứng đáng để bạn chờ đợi. Thiên cầu dự báo có họa khẩu thiệt thị phi, kiện tụng, những gì diễn ra khiến tuổi Canh Tuất cảm thấy khó hiểu. Bạn sẽ không còn chắc chắn về điều gì đang thực sự diễn ra trong cuộc sống của mình thời gian này nữa. Tam hội giữ cho các mối quan hệ của con giáp tuổi Tuất được hài hòa, vui vẻ, những ngày cuối tuần. Bạn nên lập kế hoạch để dành thời gian ở bên ai đó thân thiết, thả lỏng đầu óc và cho mình những phút thật vui vẻ nhé. Ở độ tuổi này, mệnh chủ tốt nhất nên duy trì những công việc ổn định, đúng sở thích, sở trường, không mưu cầu tham vọng quá nhiều thì được an yên. Thảnh thơi là người cần mẫn, chăm chỉ, đương số thường đảm trách xử lý những công việc quan trọng. Lời khuyên năm nay cho chủ mệnh là nên ưu tiên sức khỏe của mình, không nên làm việc lao lực để giữ có tâm tính bình hòa, giảm lo âu, từ đó sẽ điềm tĩnh để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Tháng cô hồn theo quan niệm dân gian cũng là tháng xấu, tháng đen đủi, không thích hợp để làm những chuyện lớn, chuyện đại sự trong đời như cưới xin, làm nhà hay cầu tài lộc. Ở Việt Nam, tục cúng cô hồn được kéo dài trong suốt tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm của người Việt thì trong tháng cô hồn, việc cúng chúng sinh không chỉ để không bị ma quỷ quấy nhiễu, mà còn mang cái tâm thiện đức, muốn làm phúc cho chúng sinh, mong rằng những cô hồn vất vưởng trong những ngày này ít nhất cũng được an ủi phần nào, được ăn no, ăn ngon. Ngoài ra, tháng 7 âm cũng là lễ Vu Lan báo hiếu, theo lời Phật dạy. Các Phật tử muốn báo hiếu cho đấng sinh thành thì đều cử hành lễ Vu Lan để cầu siêu cho cha mẹ và cầu phúc, giải thoát cho những vong hồn. Nguồn gốc khác nhau nhưng hai lễ cúng lớn trong tháng 7 âm lịch đều mang ý nghĩa nhân văn cao cả, đề cao lòng hiếu thảo, báo hiếu công ơn cha mẹ và làm phúc ban ơn, bố thí cho kẻ đói khổ. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Canh Tuất 1970 tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch, mệnh có quan đới cho thấy tuổi Canh Tuất rất chăm chỉ, nỗ lực trong công việc.
Bạn sẵn sàng tính toán trước sau để không gây ra sự bất lợi hay khó chịu nào cho những ai liên quan. Tuy nhiên, công việc có vẻ vẫn tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp, thậm chí bắt đầu có những thành quả khá tốt. Tuy nhiên, bạn đối mặt với sự thật rằng không phải ai cũng công nhận năng lực của bạn, nhất là những kẻ luôn ghen tị trước thành công của bạn. Vì thế, bạn đừng cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người làm gì. Tháng này thiên quan dự báo một số vấn đề khó đoán, thậm chí đẩy bạn vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Bạn nên yêu cầu những người mà bạn luôn tôn trọng, những người có kinh nghiệm cho bạn lời khuyên. Tam bích bay về cung Đông Bắc, nhiều người tiếp tục bị những rắc rối, thị phi bao vây, chủ yếu phát sinh ở nơi làm việc, nhất là những ai làm trong cơ quan nhà nước, cạnh tranh mạnh, càng nhiễu nhương, phức tạp. Tuy nhiên, bạn cần tránh thái độ nóng vội, cả thèm chóng chán, nhiệt tình lúc đầu nhưng sau đó khi công việc vào guồng lại thành ra bỏ bê, lơ là. Nguyệt lệnh lâm mộ khiến bạn đôi khi có thể sẽ có những cái nhìn không hợp lý khi đánh giá các vấn đề. Vì vậy mà bạn cũng cần lắng nghe, tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh nhiều hơn, đừng nên nhìn nhận mọi việc một cách quá phiến diện. Khi bạn hiểu rõ năng lực của mình rồi, thì đừng quá mong chờ những lời khen của người khác. Nhớ rằng bạn thông minh, xuất sắc hay không sẽ không dựa vào việc ai đó đánh giá. Cứ giữ chọn đam mê của mình với công việc, quá trình đó cũng là lúc bạn giúp được rất nhiều người và đó mới là điều bạn nên nghĩ tới nhiều nhất. Xét phương diện tài lộc tuổi Canh Tuất tuổi 1970 tháng 7 âm lịch. Tuy tháng này con giáp tuổi Canh Tuất không đủ may mắn, vì thế dù kiếm được đồng tiền nào thì bạn cũng trân trọng, vì đó là công sức lao động của bạn. Chớ vì đôi lúc buồn tủi mà mua sắm thiếu kiểm soát, sẽ gây ra những hậu quả như thiếu tiền, mượn nợ người khác, cám dỗ mua sắm luôn thường trực, vì thế bạn cần tự đánh lạc hướng của mình. Bằng việc dành hầu hết thời gian cho công việc hoặc dọn dẹp nhà cửa, nếu để quá nhiều thời gian trống, bạn lại càng có xu hướng lên mạng mua sắm online. Tháng này, bản mệnh cũng nên tránh xa tất cả những trò may rủi như cá cược, lô đề ngay lập tức. Nếu không một khi sa chân vào thì khó rút ra, thêm nữa là bạn có thể rơi vào những cái bẫy lớn, mất thêm nhiều tiền của trong tương lai. Nếu muốn kiếm nhiều tiền hơn, thì ngay lúc này bạn phải khai thác năng lực của mình xem có thể dùng nó để kiếm tiền trong lĩnh vực gì. Sau đó lên kế hoạch và bắt tay thực sự hành động, ngồi đó chờ vận may sẽ khiến bạn nhanh chán nản và cảm thấy bế tắc hơn. Tử vi cho biết, tuổi Tuất trong khoảng thời gian này càng chăm chỉ thì càng giàu có, những người này bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Tuất sẽ thành công, được nhiều người kính trọng, ngưỡng mộ, sự nghiệp và đời sống tinh thần viên mãn không ngờ, cuộc sống sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, từ sự nghiệp tài vận đều khởi sắc, có những người này còn được quý nhân giúp đỡ. Xét phương diện tình duyên, gia đạo tuổi Canh Tuất 1970 tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch, ngũ hành tương sinh mang tới tín hiệu tích cực cho chuyện tình cảm của con giáp tuổi Canh Tuất. Những căng thẳng của các cặp đôi lúc này hoàn toàn được hóa giải. Hơn nữa, khi hiểu rõ những tác nhân dẫn đến những hành động, lời nói vô lý của người ấy thì bạn cũng dễ thông cảm hơn. Khi bạn biết nói những câu an ủi, một nửa của bạn cũng cảm thấy ấm áp và tin tưởng hơn tình cảm của hai người. Tuy nhiên, người có đôi đừng nên lụy tình, nhất là khi hai người đang giai đoạn yêu đương, chưa phải vợ chồng, bạn nên tập trung cải thiện cuộc sống của mình thì những thứ tốt đẹp chắc chắn sẽ đến. Bạn không phải nghĩ ngợi quá nhiều đâu, hãy biến mình thành vườn hoa tươi đẹp, rực rỡ sắc màu, thì không có ong hay bướm nào có thể từ chối sức hút từ bạn cả. Thế nên, nếu tình duyên chưa đủ may mắn thì việc duy nhất cần làm đó là cải thiện bản thân mỗi ngày, may mắn là tình duyên của bản mệnh lại khá sáng sủa. Người độc thân có thể dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới nhờ tính cách vui vẻ, hài hước của mình, đi đến đâu bạn cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông. Với người đã có đôi, quan hệ giữa bạn và người ấy hòa hợp là vì đôi bên luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhau. Xét phương diện sức khỏe tuổi Canh Tuất 1970 tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, say mê công việc nên đôi lúc tuổi Canh Tuất ăn không đúng bữa. Thường xuyên thức khuya, bạn tưởng rằng mình không mệt, nhưng cơ thể của bạn đang bắt đầu đình công mà bạn không để ý mà thôi. Sức khỏe của con giáp đang sa sút từng chút một theo thời gian, nhưng bạn không hề hay biết. Đừng đợi đến khi đổ bệnh mới cảm thấy hối hận, lúc này bạn nên thay đổi lịch sinh hoạt để giữ gìn, chăm sóc bản thân thật tốt. Cách ăn uống ảnh hưởng khá nhiều tới tình hình sức khỏe của bản mệnh thời gian này. Nhớ rằng thức ăn quá nóng hay quá lạnh đều không tốt cho sức khỏe, chú ý ưu tiên ấm, mềm, nhạt. Tháng có hung tinh Bạch Hổ xuất hiện, người tuổi Canh Tuất dễ vướng phải họa huyết quang, vì thế mà bạn cần phải cực kỳ quan tâm đến phương diện sức khỏe. Hãy luôn cẩn thận khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay để tránh những sự cố không đáng có.
Việc tập thể dục thể thao cũng cần lắng nghe sức khỏe của mình, chớ tập luyện quá sức kẻo phản tác dụng. Nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn, bạn cũng cần lập tức khám chữa ngay, không nên giấu bệnh hoặc cố gắng chịu đựng, khiến bệnh ngày càng trở nặng. Đến lúc đó, sức khỏe vừa tổn hại lại vừa phải tốn thêm nhiều tiền để cứu chữa. Tiếp theo đây là ngày may mắn trong tháng 7 âm lịch tuổi Canh Tuất 1970. Bước sang tháng 7 cô hồn, Canh Tuất đang cho thấy năng lực không hề đơn giản của mình. Nhưng làm gì cũng cần chắc chắn và trọn vẹn để không bị đánh giá là đầu voi đuôi chuột nhé, đặc biệt trong các ngày may mắn dưới đây. Ngày mùng 5 âm lịch. Phái nữ sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong hôm nay, dễ gặp được người ưng ý để phát triển tình cảm. Đôi bên nếu có thể bắt đầu mối quan hệ bằng sự tin tưởng thì sẽ tiến triển rất nhanh. Ngày mùng 6 âm lịch. Thời gian thu về lợi nhuận của một số dự án kinh doanh mà bạn đang theo đuổi, những sự chăm chỉ trước đây cũng có kết quả trong hôm nay, tài chính có thể nhiều hơn một chút so với dự kiến. Ngày mùng 8 âm lịch. Vận may tài chính rất mạnh, có cơ hội tìm được cơ hội làm ăn đáng tin cậy, chỉ cần bạn dám hành động thì sẽ có cơ hội thu tiền về đầy túi. Ngày 13. Mối quan hệ tình cảm lứa đôi ngày càng gắn bó, bạn cảm nhận rõ sự yêu thương và quan tâm từ nửa kia. Người độc thân nếu đang có ý định tỏ tình cũng có thể thực hiện trong hôm nay. Ngày 15, các khoản thu nhập từ tay trái, làm thêm, kinh doanh nhỏ đều thuận lợi, tuy có thể vẫn chưa đạt được mức như bạn mong đợi, nhưng có còn hơn không? Ngày 17, sự chủ động sẽ mang tới cho bạn nhiều may mắn trong ngày này, đừng mãi ngồi im một chỗ đợi chờ nữa nhé, tự mình tìm kiếm cơ hội, bạn sẽ biết điều gì phù hợp nhất với bản thân. Ngày 25, đầy tinh thần chiến đấu và nhiệt tình với mọi việc, hiệu quả công việc rất tốt. Ngoài ra, nhân duyên khác giới rất tốt, có thể tranh thủ để xích lại gần với người bạn thầm mến. Ngày 28 âm lịch. Việc kinh doanh có nhiều bước tiến khả quan, tuy nhiên, nếu có người chủ động đứng ra muốn giúp đỡ, bạn nên kiểm tra xem động cơ của đối phương là gì trước khi chấp thuận, còn nếu tự bản thân bạn cũng làm được mọi thứ thì hãy khéo léo từ chối. Ngày 29. Chỉ cần bạn tích cực mở rộng mối quan hệ và tăng cường tiếp xúc với người khác, cơ hội gặp quý nhân trong hôm nay khá cao, điều đó cũng rất tốt cho việc làm ăn kinh doanh. Tiếp theo đây là tháng sinh may mắn cho tuổi Canh Tuất 1970. Đầu tiên chúc mừng vận mệnh người tuổi Canh Tuất sinh tháng 2 âm lịch. Người tuổi Canh Tuất sinh tháng 2 âm là tiết kinh chập, người này gan dạ, dũng cảm, dám nghĩ, dám làm, tuy nhiên có đôi khi họ bị nhận xét là tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Nếu xét về tính xấu thì tuổi Tuất sinh tháng này hay bắt nạt, ức hiếp người khác làm vui, thích nịnh bợ, mọi chuyện đều muốn tốt cho mình. Song nhìn từ phương diện khác thì đây là con người hướng ngoại, một khi đã đặt mục tiêu làm gì thì sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều mình muốn. Sống lạc quan, vui vẻ, nhân duyên tốt, được nhiều người yêu quý và giúp đỡ. Tuổi Canh Tuất sinh tháng 2 âm có sự nhạy bén mà không phải ai cũng có được, có trực giác và khả năng phán đoán rất chuẩn, là vũ khí tốt để đi đến thành công, được quý nhân phù trợ, con đường phía trước hanh thông, thuận lợi hơn gấp nhiều lần. Có điều, cũng có lúc con giáp này trở nên chủ quan, khinh địch, dẫn đến thất bại, tin người quá mức, không có kế hoạch rõ ràng cho những việc cần làm nên thường thất bại, dù đã bỏ nhiều công sức ra trước đó. Tháng 7 âm này báo hiệu có tin vui tiền bạc, trong thời gian này bạn thu được thành quả sau quãng thời gian cố gắng rất dài vừa qua của con giáp này. Đặc biệt những người làm nghề tự do có thể phát tài một cách nhanh chóng. Những quyết định đúng đắn từ trước đó đã giúp con giáp này nhận được kết quả hiện tại, bản mệnh hoàn toàn xứng đáng với những gì mình nhận được. Các cặp đôi có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, không cần phải nói gì nhiều. Đôi bên nhận thấy sự hòa hợp ngay cả trong im lặng, tình yêu không đòi hỏi gì nhiều, chỉ là có thể ở bên nhau cũng đủ rồi. Tiếp. Theo chúc mừng người tuổi Canh Tuất sinh tháng 3 âm lịch. Người tuổi Canh Tuất sinh tháng 3 âm lịch trùng với tiết Thanh Minh, đây là người thông minh, có bề ngoài hấp dẫn, đa tài đa nghệ, cuộc sống hạnh phúc, tự do tự tại, người tuổi này tài giỏi và có khả năng kiếm tiền tốt, song lại khá nóng tính, dễ làm mất lòng người khác. Tổ nghiệp phúc mỏng, mọi chuyện phải dựa vào chính sức mình, là người thích dùng đầu óc để làm việc, được bạn bè, anh em giúp đỡ, sự nghiệp cũng nhờ thế mà dễ thành công hơn. Tuổi Canh Tuất sinh tháng 3 âm phân biệt rạch ròi giữa lý tưởng và hiện thực, không sống quá mơ mộng viển vông, họ là người có tài về văn hóa, nghệ thuật, cũng rất nhiệt tình với bạn bè, thích hợp làm nghề kiến trúc sư hoặc những công việc trong ngành dịch vụ. Tháng 7 âm này, lục hợp khuyến khích hoàn thành các kế hoạch quan trọng của mình, bởi vận khí của bạn đang lên, sẽ có nhiều cơ hội để đạt được kết quả như mong muốn.
bạn cũng nhận ra tầm quan trọng từ những mối quan hệ xung quanh, có thể đẩy nhanh tiến độ khi nhận được sự hỗ trợ rất tốt từ đồng nghiệp. Trong những ngày này, sẽ khá thú vị để tuổi này học hỏi, tìm tòi những kiến thức mới, giúp bổ sung vốn sống và kinh nghiệm. Hãy nhân cơ hội này để có thể tích lũy thêm vốn hiểu biết, phục vụ cho công việc của mình trong thời gian tới. Vận mệnh người tuổi Canh Tuất sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm rơi vào tiết Tiểu Thử, xem vận mệnh người tuổi Canh Tuất sinh tháng này có thể thấy, đây là người thông minh cơ trí, có tài ứng biến, song ăn nói thường thiếu suy nghĩ. So với những người khác, bước khởi đầu trong đời của người sinh tháng 6 âm khá thuận lợi, tuổi trẻ được cấp trên và trưởng bối nâng đỡ, đề bạt, nên được đảm nhận nhiều trọng trách lớn. Đây là người tính tình thẳng thắn, chăm chỉ làm việc, họ ham học hỏi và hiểu biết rất nhiều, không vì lợi lộc mà làm chuyện xấu. Từ nhỏ, gia đình đã có điều kiện nên cuộc sống khá tốt, trung niên sự nghiệp thành đạt, tài lộc dồi dào, thường hay tươi cười nhưng tâm tư sâu xa khó lường. Người này không thích hợp làm lãnh đạo mà có duyên làm thư ký hay những công việc có tính chất tham mưu, góp ý cho sếp, dám nghĩ, dám làm, có lý tưởng, có chí hướng, song bản mệnh có thể sẽ đánh mất cơ hội phát triển của mình nếu trở nên tự cao, tự đại, không biết sống khiêm nhường. Bản mệnh là người ham xê dịch, thích du lịch, thích sống cuộc sống hào nhoáng, nên chi tiêu thiếu kiểm soát, dễ rơi vào cảnh túng thiếu. Bạn bè tuy nhiều nhưng không mấy thân thiết, con giáp này lòng tự trọng cao nên hiếm khi vay mượn, cũng chẳng tích lũy được gì. Tháng 7 âm này, tiền tài của tuổi Canh Tuất khởi sắc, nhiều người kiếm được tiền bất ngờ, nhất là khi bản mệnh chuyển đổi phương hướng kiếm tiền, vốn là con giáp chăm chỉ, nên bản mệnh vẫn luôn tham công tiếc việc, cố gắng làm thêm nhiều việc một lúc, hôm nay bản mệnh làm mảng kinh doanh ăn uống thì sẽ có nhiều khách ủng hộ hơn hẳn. Không những thế, thời điểm này có rất nhiều yếu tố tác động giúp tình duyên con giáp này đi lên. Bản mệnh nhận được sự tin yêu của bạn bè, người thân, khi có khó khăn thì luôn nhận được sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh. Vận mệnh người tuổi Canh Tuất sinh tháng 8 âm lịch. Tuổi Canh Tuất sinh tháng 8 âm trùng với tiết Bạch Lộ, là người thông minh, tài giỏi, được nhiều người ngưỡng vọng. Bản mệnh được cha mẹ giúp đỡ nhiều, ra ngoài lại có quý nhân tương trợ nên bước đường tương lai cũng thuận lợi hơn nhiều. Sự nghiệp phát triển nhanh chóng, tài lộc ùn ùn đổ về nhà, cả đời không bao giờ phải lo túng thiếu. Nếu theo con đường chính trị thì tiền đồ vô lượng, có địa vị cao và vững vàng. Tuy nhiên, tính cách con giáp này có phần bốc đồng, dễ bị kích động, thiếu suy nghĩ mà làm chuyện đắc tội với người khác. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp của tuổi Canh Tuất sinh tháng 8 âm. Người này sống khá lý trí và khắt khe với người khác, bản tính hay suy nghĩ, thường lên kế hoạch hơn là hành động, thích hợp làm công việc hậu cần. Họ thường tính toán quá nhiều mà thiếu quyết tâm và dũng khí, nên nếu làm công việc tiền phương thì dễ thất bại khi đối mặt với kẻ địch. Xem tử vi, sinh tháng này mỗi khi gặp khó khăn, trở ngại là dễ nản lòng, không có ý chí chiến đấu tiếp, tuy nhược điểm không ít, nhưng nhờ sự chu đáo, tỉ mỉ, bản mệnh hoàn toàn có thể xoay ngược thế cờ, họ được nhiều người yêu quý cũng là nhờ ưu điểm này. Về đường tình duyên, nữ mệnh chớ nên vội vàng bản mệnh hợp với người có cái nhìn đại cục, bao dung độ lượng. Nếu chọn được chồng tuổi Mão sinh tháng 11 âm hay tuổi Ngọ sinh tháng 4 âm là tốt nhất. Về nam mệnh, chọn vợ nên chọn người tháo vát, biết làm việc, cô gái tuổi Tuất sinh tháng 3 âm hay tuổi Ngọ sinh tháng 12 âm sẽ thích hợp nhất. Không chỉ là người thông minh, linh hoạt và khéo léo, người tuổi Canh Tuất còn được biết đến với tính cách hài hước, hòa đồng và lạc quan, tốt bụng, dù đi đến đâu, làm việc trong môi trường nào thì con giáp này cũng biết cách khiến mọi người vui vẻ. Nhờ các tinh soi chiếu mà người này làm gì cũng thuận buồm xuôi gió trong thời này. Trong tháng 7 âm, con giáp này có cơ hội mở rộng vòng tròn xã hội và làm quen với nhiều người bạn mới. Từ đó tăng thêm khả năng phát triển sự nghiệp, giao tiếp với người khác sẽ trở thành cầu nối để người tuổi Tuất có được những thông tin và cơ hội tham gia các lĩnh vực mới mẻ. Vì vậy, họ nên tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn và mở rộng mối quan hệ trong thời gian này. Tuy nhiên, con giáp này cũng nên chú ý lựa chọn những người bạn phù hợp với tính cách, quan điểm sống. Cuối cùng là người tuổi Canh Tuất sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm trùng với tiết Đại Tuyết, người tuổi Canh Tuất sinh tháng này tính tình nóng nảy, mồm nhanh hơn não, dễ đắc tội với người khác, họ có tài thực sự, không sợ hãi trước cường quyền, làm gì cũng có trước có sau, là người bao dung độ lượng. Tuy nhiên, tài lộc của người sinh tháng 11 âm không nhiều, anh em, người thân không giúp đỡ được mấy, phải tự dựa vào chính bản thân mình. Càng đi xa thì càng dễ lập nghiệp, tới 27, 28 tuổi sẽ gặp nhiều may mắn, khi 49 tuổi dễ gặp chuyện nguy hiểm. Người này có nhiều tham vọng, có óc quan sát tốt, đây vừa là ưu điểm, cũng vừa là khuyết điểm. Trong chuyện tình cảm dễ sinh lòng nghi kỵ, ghen tuông, gây tổn thương cho cả đôi bên, thiếu quyết đoán khi đứng trước tình yêu,
vì thế dễ lỡ mất lương duyên. Đem cuộc sống cực cùng sông nước, canh bạc này biết được hay thua, nói ra nghe ngỡ như đùa, thả bè nuôi cá là đua đường dài. Bao công cán mỗi ngày bề bộn, còn phải lo đồng vốn đồng lời, đâu khi nào dám buông lơi, lòng luôn thầm khấn đất trời bình yên. Nam mệnh canh Tuất luôn thích cô gái vui vẻ, ngây thơ, nên lấy người tuổi Tuất sinh tháng Chạp hoặc tuổi Tuất sinh tháng 10 âm. Nữ mệnh nên lấy nam tuổi Ngọ sinh tháng 8 âm hoặc tuổi Hợi sinh tháng 3 âm. Trời sinh những người này vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác không gặp được nhiều may mắn, nhưng họ có bản lĩnh để vượt qua những khó khăn, vận may sẽ lội ngược dòng không trong tháng 7 âm, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều có cải thiện đáng kể. Đây là giai đoạn vô cùng khởi sắc đối với con giáp may mắn này, thời điểm này tốt nhất nên tập trung vào các công việc của mình và hoàn tất những dự án còn dang dở. Không nên vội vàng tiến hành những dự án mới, dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa. Trước hết hãy hoàn thành cho tốt các dự án còn dang dở, nếu có thời gian rảnh thì nên học hỏi, bồi dưỡng thêm kiến thức và kỹ năng cho mình. Quý vị thân mến, trong cuộc sống này, chắc chắn ai cũng có ít nhất điều gì đó khiến bản thân cảm thấy không hài lòng và khi điều này càng nhiều lên, chắc chắn bạn sẽ không thoát khỏi được sự tự ti bên trong mình. Một mặt nào đó tự ti cũng tốt vì nó giúp bạn trở nên khiêm tốn hơn và mong muốn xây dựng quyết tâm hơn cho bản thân mình. Tuy nhiên, nếu cảm giác này giữ trong lòng quá lâu sẽ có tác dụng ngược lại, khiến chúng ta dễ chán nản, ích kỷ. Tại thời điểm đó, hãy cố gắng đứng lên, giành lấy sự tin cho chính mình bằng những cách thực sự rất hiệu quả sau. 1. Bước ra ngoài. Nếu đang buồn thì nhất định không nên ở lì một chỗ, mà phải thay đổi trạng thái bằng cách bước ra ngoài. Chỉ khi đó bạn mới được hít hà bầu không khí mới và không gian rộng lớn. Với những dòng người tấp nập ngoài kia sẽ giúp bạn nhận ra rằng, nếu không có bạn cuộc sống vẫn cứ trôi qua rất nhộn nhịp. Vì thế, bí quyết để tự tin hơn đó là ngắm nhìn mọi người ngoài kia để bắt đầu xây dựng quyết tâm khẳng định chính mình. Nếu không, thì bản thân sẽ luôn mờ như chưa từng tồn tại trong thế giới này. 2. Thực hành nói quyết đoán. Sự thiếu tự tin trong suy nghĩ sẽ dễ bị bộc lộ hơn trong các cuộc nói chuyện bằng giọng nói run hay từng và tả. Vì thế hãy thực hành quyết đoán hơn bằng cách cải thiện sự hiểu biết, tìm hiểu nhiều nguồn thông tin để tạo nên nền tảng kiến thức đủ mang lại cho bạn sự tự tin từ bên trong. Khi đó, bạn sẽ nói ra mọi thứ bằng suy nghĩ của mình một cách mạch lạc, trôi chảy. Dĩ nhiên, thì đây là kỹ năng khó đạt được trong ngày 1, ngày 2, nhưng hãy kiên trì luyện tập, quyết đoán trong giọng nói cũng chính là quyết đoán trong suy nghĩ. 3. Đứng trong tư thế các siêu anh hùng. Mỗi khi bạn lo lắng, thiếu tự tin, hãy thử đứng lên với tư thế của các siêu anh hùng mỗi lần họ xuất hiện trong phim. Đó được xem là tư thế quyền lực với lưng thẳng, vai ngang bằng và hai tay đặt lên hông. Theo nghiên cứu, tư thế này có thể nâng mức độ tự tin của bạn lên tới 40%. 4. Ngừng đánh giá bản thân. Không nên quá tập trung vào mặt tiêu cực của bản thân mình vì mỗi người sinh ra có một ưu điểm riêng, không ai giống ai cả. Nếu bạn sinh ra là người viết lách, còn người kia sửa xe đạp giỏi, thì không có nghĩa là bạn không biết sửa xe được xem là kém hay người kia không thể viết là tồi. Mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh riêng để tạo nên cuộc sống tươi đẹp, đa dạng, phong phú xung quanh chúng ta. Hơn nữa, so đo được, mất, chỉ khiến tâm thêm muộn phiền. Vì thế, bí quyết để tự tin hơn là ngừng đánh giá bản thân. Không quên tự an ủi mình sau mỗi thành quả đạt được, chính là một cách tuyệt vời để nâng cao sự tự tin. 5. Viết danh sách về những điều tuyệt vời của bản thân. Một cách hay bạn có thể thực hành luôn đó là lên 3 danh sách khác nhau về bản thân. Trong danh sách thứ nhất, bạn hãy liệt kê các thế mạnh của mình. Danh sách thứ hai là những thành tựu mà bạn đạt được và danh sách thứ ba là những điều bạn tự hào về bản thân. Hãy tin rằng những danh sách trên sẽ không thể nào trống rỗng. Nếu cảm thấy khó khăn thì hãy cầu cứu đến những người bạn thân. Sau khi lập được 3 danh sách thì hãy luôn giữ chúng bên mình và đừng quên bổ sung nếu có thể. 6. Tạm rời xa mạng xã hội. Ngày nay, dường như chúng ta không thể sống thiếu mạng xã hội khi đi làm, ngồi cà phê hay tụ tập ăn uống với bạn bè. Bạn cũng không thể rời được cái điện thoại. Tuy nhiên, những hình ảnh trên đó không phản ánh hoàn toàn chân thực về thế giới ngoài kia. Cuộc sống xa hoa của ai đó vô tình khiến bạn so sánh với chính mình và bắt đầu cảm thấy tự ti, bất mãn với những gì mình đang có. Trên thực tế, người ta chỉ khoe lên những thứ đẹp đẽ nhất chứ không hề đầy đủ. Đó là phép so sánh thiếu thực tế và có thể đẩy bạn cảm thấy bị đẩy lùi lại phía sau, rằng cuộc sống của mọi người tốt đẹp hơn cả. Điều này không hề đúng chút nào. Chính vì thế nên tạm rời xa mạng xã hội chính là việc cắt đi ngọn nguồn của sự tự ti. Bạn sẽ dành nhiều thời gian cho bản thân hơn thay vì nghĩ về người khác.
Hơn nữa, bạn cũng sẽ bớt để tâm tới suy nghĩ của mọi người hơn, từ đó xây dựng sự tự tin. 7. Hãy hướng về bản thân trước tiên. Luôn đề cao và tin vào quyết định của mình là điều nên làm, vì lúc đó bạn sẽ tự chịu trách nhiệm với quyết định này. Nếu có ai bàn ra tán vào có thể họ không sai cũng chẳng đúng, nhưng hãy xem đó là ý kiến cần tham khảo, và một khi đã quyết thì vui vẻ với lựa chọn của mình, bất kể nó có ra sao. Ngoài ra, nên biết từ chối giúp đỡ một ai đó mà bạn không muốn, ví dụ như ai đó muốn lợi dụng lòng tốt của bạn để mưu lợi, hại người khác. Đừng vì cả nể mà làm theo vì bạn đang tiếp tay cho những thói hư, tật xấu, khi đó bạn sẽ không còn cảm thấy tự tin trước những tội lỗi của chính mình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những luận giải dựa theo tử vi khoa học dành cho 12 con giáp. Nếu như cô bác anh chị có băn khoăn thắc mắc về vận số của mình, hãy để lại câu hỏi và ngày tháng năm sinh âm lịch. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết và gửi đến quý cô bác anh chị trong thời gian sớm nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.